Chào bạn, lại là tôi Đào Xuân Nhất đây. Ở video này tôi sẽ chia sẻ cho bạn, hướng dẫn bạn cái cách làm thế nào để chúng ta có thể khắc phục được cái lỗi đó là Facebook của chúng ta cứ thường xuyên bị ao ra, cứ 5 phút hay là 2 phút, thậm chí 1 phút cứ ao ra khỏi trình duyệt web. Làm thế nào để khắc phục đây? Tôi sẽ điên, thật là điên luôn. Ok, xin mời bạn hãy cùng với tôi bước vào máy tính của tôi để khắc phục cái lỗi này. Let's go. Ok, xin chào bạn. Đây là màn hình máy tính của tôi và tôi đã tiến hành đăng nhập vào Facebook cá nhân của tôi rồi. Và bạn nào chưa kết bạn với tôi thì có thể kết bạn với tôi ở trên Facebook và đặt tôi ở chế độ xem trước, đúng không ạ? Thì đây là một số cái cách mà chúng ta có thể khắc phục cái lỗi mà Facebook thường xuyên đang xuất ra khỏi trình duyệt web, đúng không ạ? Đặc biệt là tròn hoặc là cốc cốc. Thì một số cái cách mà tôi đã đọc và tìm hiểu ở trên mạng á, tôi đã ứng dụng tuy nhiên không thành công, đúng không ạ? Ví dụ như cái cách là các bạn vào lịch sử này, nó các bạn xóa dữ liệu duyệt web đi, xóa cookie đi, đó, các bạn xóa đi, rồi các bạn tiến hành đăng nhập lại, các bạn, rồi các bạn đổi cái phần ngôn ngữ này vô phần cài đặt này, rồi các bạn vào trong cái phần ngôn ngữ khu vực này, các bạn đổi lại phần này là tiếng Anh, đúng không ạ? Đó, đổi lại tiếng Anh. Các bạn đổi lại. Tuy nhiên tôi ứng dụng cái cách này cũng không được, các bạn, nó vẫn bị out ra, Facebook vẫn bị đăng xuất ra. Và các bạn cứ thử cái cách này xem, đúng không ạ? Biết đâu lại được. Riêng tôi thì tôi ứng dụng cái cách này là không được. Đó. Hoặc là các bạn truy cập với cái giao diện mobile ở trên máy tính, đúng không ạ? Truy cập với giao diện mobile là thêm chữ M với dấu chấm ở trước cái Facebook này. Tuy nhiên giao diện này thì rất là bực mình, rất là mờ, bởi vì nó chỉ dành cho phiên bản mobile thôi, phiên bản nhỏ thôi. Đối với máy tính to như thế này thì nó độ phân giải của nó không chuẩn, nó không đẹp. Và cái cách mà tôi sử dụng mà nó không bị ao ra, không bị đăng xuất ra, đó là cái cách vô cùng đơn giản rồi bạn. Rồi các bạn quay trở lại nhé, các bạn click vào cái phần này này, tạo ra ngược. Đó. Các bạn chuyển sang phiên bản mới cho tôi. Chuyển sang phiên bản mới. Và đây là cái cách mà tôi sử dụng. Và tôi cảm thấy là ok, nó rất là tuyệt vời. Hết bị đăng xuất ra, đúng không ạ? Bởi vì thời gian vừa qua thì Facebook nó đang trong quá trình update. Vì vậy chắc chắn nó sẽ xảy ra một số cái lỗi, đúng không ạ? Và một trong những cái lỗi mà thường xuyên đăng xuất ra khiến cho chúng ta rất là bực mình, rất là khó chịu. Đang soạn một cái bài viết, đúng không ạ? Đang soạn một cái bài viết hay là đang xét quảng cáo mà nó ao ra, chưa kịp làm gì hết mà nó ao ra, rất là bực mình. Đó, và cái cách vô cùng đơn giản mà tôi ứng dụng nhé, tôi ứng dụng thành công và Facebook của tôi không bị ao ra nữa, đó là các bạn sử dụng cái Facebook phiên bản mới, đúng không ạ? Các bạn click vào cái phần tam giác ngược này. Đó, các bạn click vào Facebook phiên bản mới. Nếu như các bạn sử dụng thông thường thì thường xuyên nó bị ao ra, đó, thường xuyên bị đăng xuất ra. Và một số cái cách mà tôi đã đọc được ở trên mạng thì tôi ứng dụng nó không thành công, đúng không ạ? Chuyển ngôn ngữ về tiếng Anh, ok, vẫn bị ao ra bình thường. Hoặc là sử dụng phiên bản mobile, nó cũng bị ao ra. Hoặc là xóa cookie đi thì nó vẫn bị cái tình trạng là đăng xuất ra như thường. Và chỉ có cái cách là đổi sang phiên bản mới thì nó lại không bị gì hết. Đó là những cái cách mà tôi chia sẻ với bạn. Và bạn có thể ứng dụng những cái cách trên, đúng không ạ? Biết đâu những cái cách mà tôi ứng dụng không thành công á thì bạn lại thành công. Hiện tại thì tôi đang sử dụng cái phiên bản Facebook mới này, đúng không ạ? Thì nó rất là ok, không bị đăng xuất ra nữa. Đó. Thì chúng ta cần thời gian để chúng ta làm quen với cái phiên bản này. Ban đầu thì chúng ta sẽ không quen đâu, nhưng mà chúng ta sử dụng thường xuyên thì cũng quen thôi, đúng không ạ? Đó, thì các bạn có thể làm tuần tự, đúng không ạ? Là xóa trình duyệt web đi, cứ làm theo trình tự này, là xóa dữ liệu web đi. Bước đầu tiên là bạn xóa dữ liệu web đi. Bước thứ hai là bạn đăng nhập vào, đúng không ạ? Đăng nhập vào. Các bạn thay đổi ngôn ngữ sang tiếng Anh. Và các bạn chuyển sang Facebook là phiên bản mới, đúng không ạ? Và ở đây thì tôi vẫn sử dụng phiên bản tiếng Việt thôi. Ở đây thì tôi vẫn sử dụng phiên bản tiếng
Việt thì nó cũng không bị đăng xuất ra nữa. Đó. Ok, như vậy là tôi đã chia sẻ cho bạn cái cách làm thế nào để có thể khắc phục được cái lỗi là Facebook thường xuyên đăng xuất ra khỏi trình duyệt web, đặc biệt là Google Chrome hay là trình cốc cốc. Thì có một số cái cách mà tôi đã chia sẻ cho bạn đó. Ví dụ như bạn đặt sang ngôn ngữ là ngôn ngữ tiếng Anh, hay là bạn tiến hành chuyển cái Facebook sang giao diện mobile, hay là bạn xóa cookie đi. Thì với tôi nha, tôi ứng dụng thì nó không thành công. Và tôi chỉ sử dụng một cái cách vô cùng đơn giản, đó là đổi sang giao diện mới thì nó không còn gặp cái tình trạng này nữa. Đấy, thì bạn có thể ứng dụng. Ok, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở những video sau. Chúc bạn thành công.